Thời gian còn lại đó thì chúng tôi xin dành cho phần vấn đáp. Trên bàn thì có 50 câu hỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời thật ngắn để có thể chia sẻ được nhiều câu hơn. Thưa Thầy, việc chọn ngày xem giờ tốt xấu để làm việc, giao dịch khiến chúng tôi rất vất vả và phát sinh nhiều lo lắng. Vậy theo Thầy, và nhất là quan điểm của Đạo Phật, vấn đề ngày giờ tốt xấu như thế nào? Đây là một câu hỏi nó liên hệ đến thói quen văn hóa của người Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia tại châu Á nói chung. Trước khi qua đời thì Đức Phật đã di chúc tất cả các đệ tử xuất gia giàu lớn hay nhỏ không nên bận tâm vào các lĩnh vực bói toán, địa lý, phong thủy, ngày giờ tốt xấu. Đức Phật mặc dầu không phủ định tính khoa học hay là phi khoa học của các cái ngành nghề lĩnh vực vừa nêu, nhưng Ngài đã thấy rất rõ là cái lệ thuộc tâm lý nó làm cho người ta mệt mỏi, sợ hãi, căng thẳng đó là một hiện tượng có thật. Và khuyên và nhắc lại lần cuối cùng là các tu sĩ hãy nên truyền bá con đường Phật pháp, tức là thực tập các pháp môn, mà muốn giải quyết được những cái tốt và xấu đó thì phải phân tích nguyên nhân của nó. Và chúng ta cũng cần nhớ lại bài kinh đầu tiên tại Dường Nai sau khi giác ngộ là Tứ Diệu Đế, và bài kinh cuối cùng trước khi nhắm mắt lìa khỏi cõi đời này, Đức Phật cũng nhắc lại Tứ Diệu Đế. Tại sao Ngài không nhắc những bài kinh khác mà nhắc hai bài kinh này? Thì đó cho thấy rằng là cái nền triết học về nhân sinh mà Đức Phật đã cống hiến một cách vô ngã và mà miễn tắc quyền cho nhân loại đó là dựa vào hai lớp nhân quả. Lớp nhân quả một, thừa nhận bế tắc, không đào tẩu, không trốn chạy, không bỏ cuộc, không sợ hãi, không lo, mà hãy nhìn thẳng vào mặt mũi của đó để tìm nguyên nhân chính và phụ. Khi xác định đâu là gốc rễ, rễ má của vấn đề, ta đã giải quyết đó hết 50%. Lớp nhân quả thứ hai là hạnh phúc và con đường giải quyết khổ đau. Hạnh phúc là một hiện tượng tâm lý, là một cái trải nghiệm có thật, đối lập hoàn toàn với khổ đau. Rất nhiều người không có thiện cảm với Đạo Phật cắt bỏ cái vế hạnh phúc này và nói rằng là Đạo Phật đấu tố khổ đau, tô đen khổ đau, dẫn đến cái tình trạng bi quan yếm thế. Đó là sai hoàn toàn. Và thực tập nó bằng một con đường gồm có 8 yếu tố, bắt đầu bằng chánh kiến, tức là tầm nhìn đúng về thế giới quan, nhân sinh quan, không có số phận ăn bài, không có ngẫu nhiên, là tất cả đều là cái kết quả của những cái gì đã. Chánh tư duy là tư duy đúng, tư duy có phương pháp, tư duy giải quyết vấn đề an toàn, tư duy thoát khỏi tham sân si. Rồi ba phương diện kế tiếp đó thuộc về đạo đức, đó là lời nói có giá trị, hành động có lệ lạc, và nghề nghiệp phù hợp với đạo đức và lương tâm. Ba yếu tố còn lại nó liên hệ đến sự thực tập nội tại, là tinh tấn, rũ bỏ nỗi đau, hướng về hạnh phúc, hướng về sự nghiệp tốt. Rồi chánh niệm, tức là ý thức rõ đi đứng nằm ngồi của mình để cho mình làm chủ bản thân, và do đó chúng ta không đánh mất chính mình ở trong hoàn cảnh và môi trường. Cuối cùng là chánh định, tức là sáng suốt, định tĩnh trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời. Người tại gia mà thực tập được chánh niệm và chánh định đó, thì có nhiều phát minh sáng kiến đóng góp, người xuất gia có thể trở thành là một bậc tuệ giác siêu phàm. Đạo Phật thì không đề cập đến ngày tốt xấu, mà đề cập đến cái thời gian thuận, thời gian nghịch, không gian thuận, không gian nghịch. Thuận và nghịch đó, nó có giá trị với từng con người trong hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ ngày hôm nay trời khá lạnh, đối với những người ở xứ nóng đến thì cái không gian lạnh đó, khoảng 18 độ như bây giờ đó, nó là một cái hoàn cảnh nghịch,
họ cảm thấy run nếu không có mặc áo ấm. Còn đối với những vị Phật ở miền Bắc đã quen với cái khí hậu này rồi đó thì cảm thấy nó mát, thoải mái. Như vậy tính nhiệt độ 18 cho đến 22 độ, có người cho là nóng, có người cho là nực. Như vậy bản chất của cái khí hậu 18 đến 22 độ nó không có cái giá trị cố định của nó, mà tùy theo cái quan niệm của chúng ta mà nó được đặt để là tốt hay là xấu thôi. Cho nên thay vì sợ cái năm tháng ngày giờ thì Đức Phật dạy là ta hãy sống tốt và loại trừ các cái hoàn cảnh nghịch, thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, tạo điều kiện thuận lợi thật là nhiều để cho cái tốt nó đến với mình thật nhanh chóng và bền lọc. Năm ngoái đó thì có rất nhiều hộ nông dân dọc theo con đường cao tốc từ Sài Gòn đến Tiền Giang á, kiện chính phủ và đòi bồi hoàn. Các cánh đồng ruộng lúa của họ đó nằm dọc theo con đường này, và hậu quả là do vì đèn chiếu mười mấy giờ trong một ngày, cho nên là lúa không thể trổ bông, dẫn đến sự thất thu về vụ mùa rất là lớn. Và ở Việt Nam á, vì chúng ta lần đầu tiên ở khu vực đó làm được cao tốc cho nên chưa có kinh nghiệm này. Họ vẫn bón phân, chăm sóc hạt giống tốt, bỏ công sức làm việc hàng ngày, nhưng mà cuối cùng chỉ vì một cái nghịch cảnh ánh sáng đèn chiếu quá nhiều vào ban đêm thôi, vụ mùa lúa phá hỏng hết. Đó là cái yếu tố nghịch, dầu chỉ một mà nó có tính cách phá đám cái tổng thể tích cực của cái vụ mùa. Do đó thay vì bận tâm đến tốt và xấu, chúng ta hãy quan tâm đến đâu là cái thuận, đâu là cái nghịch. Phát huy cái thuận thì ta không còn lo lắng sợ hãi, và đối diện trước cái nghịch không phải với hận thù, không phải với bực tức, mà với cái bình tĩnh nhất để chúng ta thoát ra khỏi nó. Đó là thái độ ứng xử rất khôn ngoan. Cho nên người tại gia tu học Phật đừng nên bận tâm về ngày và tốt xấu, mà hãy bận tâm về cái cách làm sao để có được những yếu tố thuận lợi. Và nếu đã nỗ lực hết mình rồi mà nó vẫn không nằm trong tầm tay của chúng ta thì hãy hoan hỷ chấp nhận nó. Hãy nỗ lực hết mình thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ sẽ thay đổi tích cực. Câu hỏi 2: tại sao bây giờ có nhiều người đi làm quan to, tức là kiếp trước họ đã có tu các phước lành, thế mà kiếp này tại sao họ lại sống không tốt, không tin Phật pháp? Xin thầy đưa ra một giải thích. Thực ra đó không phải ai làm quan to đều không tin Phật pháp. Không tin Phật pháp là vì có thể cái số lượng người đó là bị ảnh hưởng bởi một cái lý tưởng triết học hay chính trị nào, và khi bị nhồi sọ từ cái ngày mà gia nhập vào đó thì ta có cảm giác là đạo Phật là bi quan yếm thế, cho nên đã không cơ hội để trải nghiệm được đạo Phật để giúp cho cái sự nghiệp làm quan của mình đối với đất nước, đối với cộng đồng, và không giúp được gia đình của mình trong việc quản trị hạnh phúc cho những người thân. Hai triều đại Lý và Trần của Việt Nam á, không phải chỉ có quan to mà vua còn chấp nhận đạo Phật. Và nhờ cái khuynh hướng sống với đạo Phật như thế mà từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ 14 được xem là ba thế kỷ vàng son nhất của đất nước Việt Nam. Đạo Phật đã giúp rất nhiều cho vấn đề quản trị triều chính, vì đạo Phật chủ trương một nền pháp quyền, tạo ra cái công bằng xã hội, công bằng trên nền tảng của luật. Đó rất là tốt cho đất nước. Còn trong công sở đó thì Đức Phật khuyên các nhà lãnh đạo phải thực tập bốn đức tính: bố thí, tức là quan tâm đến những người thân làm việc mình, tặng thưởng trong những dịp lễ hội vân vân, hoặc là hỗ trợ thêm cho họ khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, rồi góp phần xây dựng cộng đồng xã hội qua các chương trình nhà tình nghĩa tình khương. Ái ngữ, tức là dùng lời nói mang tính cách là quan tâm, rồi xây dựng, làm cho người khác được hài lòng, hạnh phúc, bình an. Lễ hành đó, tức là bất cứ cái gì mà mình làm phải mang lại cái lợi ích cho cộng đồng là trước tiên, tha nhân là trên hết, còn mình đó, nên hòa vào trong cái chung.
Cái người lãnh đạo theo Phật giáo không phải là người giám đốc hay là giám suối, mà là dám làm. Và làm không phải là làm bậy, mà phải làm cái gì nó có giá trị. Rồi cuối cùng đó là đồng sự, có nghĩa là xem mình cũng là một dự phần trong một cái dự án chung. Cho nên không có chỉ tay năm ngón mà cùng làm. Nhà lãnh đạo nào, dầu là chính trị, dân sự, công ty, mà có được bốn đức tính như vừa nêu theo Đức Phật đó là đắc nhân tâm và thành công rất lớn. Ai làm quan mà sống với bốn đức tính đó thì không lo gì đó, cái nơi mình làm mà không hương nghĩa gì phát triển. Các lãnh tụ những quốc gia nổi tiếng bao gồm Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh đều là những người có tôn giáo. Sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng là tôn giáo là một cái đà cản của xã hội. Người ta khai thác cái góc độ tôn giáo thông qua xã hội học, và đến một lúc nào đó người ta sẽ nhấn mạnh đến góc độ đạo đức của tôn giáo trong vấn đề giải quyết các vấn nạn, đặc biệt tôn giáo đó là đạo Phật, có khả năng thích ứng với khoa học, có khả năng giải quyết những nỗi khổ niềm đau một cách dứt điểm. Nó hỗ trợ cho vấn đề lập pháp, tư pháp, hành pháp rất là nhiều. Cho nên làm quan mà không biết đến đạo Phật là một cái lỗ lã và uổng ích cho bản thân. Mà muốn như thế đó thì ta cần phải đọc những tác phẩm đúng về đạo Phật, và tránh việc đọc các tác phẩm do những người có thành kiến viết về đạo Phật. Ngày nay thì các trang web Phật giáo nó quá nhiều, việc tìm hiểu đúng đạo Phật là không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Do đó trong nhà một người làm quan mà biết đạo Phật đó là lợi ích cho gia đình, hướng đến thế giới. Mà các vị lãnh đạo biết đạo Phật đó sẽ làm cho hòa bình có mặt, chứ không phải dựa trên nền tảng hận thù. Những điều đó chúng ta khó tìm thấy được trong giáo huấn kinh thánh của các tôn giáo khác. Và do vậy cái đề cập đến đạo Phật thì Liên Hợp Quốc bao giờ cũng có thiện cảm hơn là các tôn giáo còn lại. Đó là điều mà chúng ta nên tin. Và nếu chưa tin thì chúng ta nên trải nghiệm và sẽ thấy cái sự khác biệt giữa các tôn giáo và sự vượt trội của đạo Phật trên các tôn giáo. Cho nên để chúng ta mạnh dạn chấp nhận đạo Phật dưới góc độ đạo đức, dưới góc độ xã hội, dưới góc độ tâm linh, dưới góc độ hành trì. Một câu hỏi khác. Cách đây mấy năm chúng tôi có lập cây hương ngoài trời, sau đó có cây thông bên cạnh mấy cây cảnh, nay muốn chuyển cây đó ra nơi khác có được hay không, ảnh hưởng gì đến tâm linh hay không? Nếu được thì xin thầy cho biết thủ tục phải làm như thế nào. Thầy mối quan tâm này nó xuất phát từ một nỗi sợ hãi thôi. Việc di chuyển vị trí của các cây trong khu vực vườn nhà hay trong một không gian nhất định nào đó, nếu nó tăng thêm nhiều giá trị đó thì chúng ta có thể được phép làm và nên làm, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Việc chặt cây phá rừng đó mới là ảnh hưởng, còn di chuyển nghĩa là chúng ta đổi vị trí đó thì là cái nhu cầu sắp xếp của chúng ta mà thôi. Ngày xưa đó thì người ta có quan niệm rằng là trong mỗi cây có một vị thần cây, do đó việc di chuyển cây như thế là phạm vào cái nơi trú ẩn của thần, và do đó có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ, nhân vật. Tào Tháo là một người đa nghi khi còn sống, nhưng mà ở giờ cuối của cuộc đời đó, do vì ông ra lệnh chặt cây mà các quan đại thần của ông á, ngăn cản rằng là phá cái ông thần cây như thế là ảnh hưởng đến mạng sống, ông đã tức và ra lệnh làm việc đó ngay. Sau đó đồng thời đó thì ông lại bị bệnh nặng ở cuối cuộc đời, do ra lệnh giết bản thân mình, giết không biết bao nhiêu người vô tội. Tại vì hiểu nhân quả thì ta thấy đó là cái việc trả quả hiện đời, nhưng mà những người cận thần của ông lại lý giải rằng là do vì di chuyển cây, phá cây này mà dẫn đến hậu quả như thế. Cho nên từ từ nó dẫn đến cái niềm tin mê tín ở Tào Tháo rằng là tôi đã phạm vào thần linh cho nên tôi bị hậu quả xấu, và cuối cùng ông điên loạn mà chết.
Một trong những điều khoản đạo đức mà người xuất gia được Đức Phật quy định là không được phá cây cối. Ngày xưa đó, dưới góc độ tôn giáo học thì người ta lý giải rằng là cây có thần cho nên phải tôn trọng thần. Và bây giờ đó, dưới ánh sáng của cái ngành môi trường học, chúng ta thấy rất rõ cái tình thương mà Đức Phật dành cho cuộc đời này không phải chỉ con người và loài động vật mà bao gồm cây cỏ. Và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường nó lại càng được gia tăng. Giá trị đó nó gắn kết với đạo đức và nhận thức. Cho nên khi có nhu cầu, chúng ta có thể di chuyển cây A từ vị trí B sang địa điểm C không sao hết. Và không cần phải cúng kính gì. Nếu cần thiết thì quý vị có thể đọc một bài kinh Từ Bi hay là kinh Phước Đức mà Đức Phật đã dạy, chỉ có 2-3 trang thôi. Nó giúp cho chúng ta cảm nhận được những hành động nào mang lại phước báo, những hành động nào mang lại hạnh phúc, như nào khắc phục được nỗi đau, để chúng ta trải nghiệm đó. Và không có bất cứ một nỗi sợ hãi gì có thể khống chế mình, vì sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Một câu hỏi khác: có Phật tử đi chùa mang cơm nấm đi đổ để ăn, họ bảo không dám ăn cơm chùa vì sợ phải tội. Vậy thưa thầy, chúng tôi đến chùa tham dự khóa tu, nếu không ăn cơm chùa thì làm sao mà chịu nổi trong ngày? Mà nếu ăn mà có tội á thì ăn để làm gì? Đây là những quan niệm trong dân gian thôi. Và theo chúng tôi đó, nếu quý vị mà duy trì cái quan niệm đó là chúng ta đang phá chùa. Ăn cơm chùa không phước thôi chứ sao tội. Ăn á là hưởng, mà hưởng cơm chùa là hưởng phước lộc. Cho nên đến chùa các thầy các sư cô mà cho ăn mà không ăn á mới là bị thiệt thòi. Vì đó khi ăn á thì chúng ta đừng có sợ gì hết. Rất nhiều nhà nho khi chống bán đạo Phật đó, họ sử dụng những cái chiêu tâm lý này. Thay vì á khích lệ người khác không nên đi chùa thì nó trở thành giống như mà phá tôn giáo. Bây giờ chỉ cần nói một câu ăn cơm chùa là có tội, làm cho người ta không dám đến chùa. Ở chùa một ngày mà không ăn sao chịu nổi, làm cho người ta không đến nữa thôi. Một câu nói thứ hai phá hoại đạo Phật ghê gớm: trẻ vui nhà, già vui chùa. Già mà đi chùa nó bất tiện lắm, con cháu phải chở, đi đứng đôi lúc nó không có được vững vàng. Già ta phải ở nhà nhiều hơn. Còn thời xưa đó Đức Phật dạy trẻ đi chùa, già vui nhà. Tuổi trẻ mà đi chùa đó thì tuổi trẻ đó không bị rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, đánh mất bản thân, không vi phạm luật pháp, sống có trách nhiệm đạo đức với mình và tha nhân. Và khi ta có một cái quãng đời tuổi trẻ hiểu đạo, sống với đạo, thì mấy chục năm về sau này chúng ta phụng sự trên nền tảng là tôn trọng luật pháp và đạo đức. Thì đến tuổi về già không cần đến chùa, ta vẫn biết cách tu, biết cách làm chủ bản thân mình. Đó là một cái quy trình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi nhà nho muốn phá đạo Phật, người ta phải nói ngược lại: già vui chùa. Cho nên nó làm cho người ta suy luận một cái sai lầm rằng là tuổi trẻ và trung niên mà đến chùa là có vấn đề về tâm lý, thất tình, thất bại, chán chường, tuyệt vọng, hay là đang muốn ẩn dương cửa Phật để bỏ qua nỗi đau của cuộc đời. Vì đó hai cái quan niệm vừa nêu đó nó chỉ tồn tại ở miền Bắc. Và do đó quý Phật tử miền Bắc cần phải có trách nhiệm để làm sao để tháo mở cái nhận thức sai lầm đó, và khích lệ con em của mình á trở thành Phật tử từ nhỏ. Phật tử là người đi trên con đường giác ngộ. Mà giác ngộ hiểu nôm na đó đơn giản là kiến thức về phương pháp, kiến thức lập nghiệp, kiến thức hạnh phúc. Thì ai chậm trong việc trở thành Phật tử là bị thiệt thòi về cái quyền lợi hạnh phúc. Do đó chúng ta chẳng những không sợ mà còn phải hoan hỷ góp phần đem thực phẩm, trái cây đến chùa để giúp cho nhà chùa có thể tặng biếu cho khách Phật tử thập phương đến. Và do đó chúng ta gieo duyên với nhiều nơi. Và ăn cơm chùa thì phải làm việc chùa, ăn cơm Phật thì phải làm việc Phật. Thì ngày hôm nay mình ăn một chén cơm, cố gắng là chúng ta
tặng biếu cho cuộc đời nhiều bát cơm tình thương. Và nhờ quan niệm đó, chúng ta có cơ hội làm phúc, tạo phúc, tu phúc để giúp cho nỗi khổ niềm đau được tan biến. Câu hỏi khác: việc đặt mồ mả cho người chết có ảnh hưởng gì đến người còn sống hay không? Câu trả lời đơn giản là hoàn toàn không. Đây là mê tín dị đoan có gốc rễ từ Nho giáo của Trung Quốc, ảnh hưởng một cách sâu rộng đến nền văn hóa Việt Nam và trong đó có đạo Phật. Rất nhiều người khi làm ăn bị trục trặc, thua lỗ, đi xem thầy bói, thầy tướng, thầy phong thủy, thì người ta thường lý giải rằng là do vì động mồ động mã cha mẹ ông bà, hay là cha mẹ ông bà chết vào cái cung xấu cho nên con cái ngóc đầu lên không nổi. Đó là một cái sự du quan giáo họa cho những bậc đáng tôn kính nhất trong gia đình của chúng ta. Và cái tội đó được gọi là tội ngũ nghịch. Cái tội đó là nặng nhất trong các tội. Có rất nhiều người đã sống rất là lương thiện trong cuộc đời mà đi tới đâu cũng bị ta du khống hết. Nó nói tại sao không có nhân quả không? Chứ nếu có nhân quả thì tôi sống tốt thì tôi phải hưởng được cái tốt chứ, tại sao mà bị người ta phê phán như thế này? Thực ra nó có nhiều cái nỗi hào quang có gốc rễ từ niềm tin mê tín. Mình du quan giới họa cho cha mẹ mình, ông bà mình trong tư thế họ không còn đủ cái tư cách về pháp lý để biện hộ và minh quan cho bản thân. Làm ăn trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu này đó là rất là khó. Tồn tại đã khó rồi, phát triển là khó hơn nữa. Ai đầu tư về địa ốc ở Mỹ thì gần như là lỗ 100%. Trước năm 2007, một căn nhà ở cái khu đắc địa có thể là 2 triệu đô la. Bây giờ trong giai đoạn này đó, nó chỉ còn lại là 500.000 đô la thôi. Như vậy, dầu trả được 75%, tức là 1 triệu mấy đô la, vẫn không đủ sức để trả cái khoản còn lại. 3-4 tháng mà không có khả năng thanh toán, thanh khoản với ngân hàng sẽ đến dỡ nhà thôi. Và mắt trắng tay. Do đó không có liên hệ gì đến cái chết của ông bà cha mẹ hay cái mồ mả mà mình làm cho những người thân. Không liên hệ gì. Nó là nhân quả tập thể của một xã hội mà phương Tây bắt nguồn từ Mỹ tại thành phố Wall, là cái thị trường chứng khoán đó nó dựa trên một cái nền tảng của lòng tham thôi. Ngân hàng cho vay vô tội vạ, chỉ cần 10% bỏ tiền vào trong ngân hàng là chúng ta có thể sở hữu một ngôi nhà, một cái vật dụng nào đó để trả góp đến vài năm sau. Mà khi có một biến cố, cái này nó kéo theo cái khác thì chúng ta trở thành là trắng tay. Nhiều người không thấy được cái quy luật đó, tự tử mà chết. Bao gồm rất nhiều các triệu phú, tỷ phú đã chọn lấy cái chết như là cái nghệ thuật vượt qua những bất hạnh. Và thực ra đó, nó lại càng làm cho bất hạnh nhiều hơn. Cái chết của họ làm cho hàng ngàn các công nhân mất công việc làm. Các công nhân này mất công việc làm này là ảnh hưởng hạnh phúc đến với những người thân. Do đó, người tu học Phật không nên tin vào bất kỳ một lý giải nào của phong thủy, bói toán, đoán số, xem tướng, mà hãy sống một cách thiết thực để chúng ta tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho các vấn nạn mà mình đang gặp phải, dù là vấn nạn gì, từ chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, gia đình và cá nhân. Tất cả nó đều có nguyên nhân của nó hết. Cái khó là truy tìm nguyên nhân. Rất nhiều người giàu chết không phải vì không có tiền điều trị, không có những phương tiện y khoa giỏi, mà ở chỗ là không chẩn đoán bệnh đúng thôi. Và những nỗi đau về thân, những bất hạnh về tâm lý, cảm xúc, nhận thức, lối sống nó cũng như thế. Cho nên nắm vững được nhân quả thì ta giải quyết được các vấn nạn, vấn đề còn lại cách thực hiện và thời gian để thực hiện mà thôi. Một câu hỏi khác: chúng tôi là các Phật tử mới đến với đạo Phật, khi bước vào cửa Phật thấy Phật pháp thật là vi diệu và cứu khổ. Với cái tâm của một người con Phật có hiếu với cha mẹ,
giúp cho cha mẹ được ăn no mặc ấm, nhưng có rất nhiều lo lắng. Tôi có hai bên cha mẹ chưa biết tu Phật pháp, có đôi lần mời đi chùa đều từ chối. Trong cuộc sống hàng ngày đó thì mẹ hay sát sinh, ăn những sản phẩm tươi sống, và tôi có cảm giác là lo và sợ cho cha mẹ mình. Vì vậy xin thầy hướng dẫn làm thế nào để giúp cho người mẹ và những người cha biết được việc thiện và bớt đi những nghiệp sát. Mối quan tâm đó thì cần phải được thực hiện bằng những kiến thức và cái sự khéo léo với tư cách là một người con. Thì cha mẹ có khuynh hướng là ít lắng nghe con cái của mình, và thậm chí nếu không khéo thì cha mẹ có cảm giác rằng là mình bị con của mình dạ đề. Cái mặc cảm và cái tự ái bị va chạm đó làm cho cha mẹ có khuynh hướng bảo thủ những gì mà mình đã sống và đã làm. Do đó từng bước chúng ta có thể thực tập và nỗ lực những động thái như sau. Một, ta chọn những cái tác phẩm hay, ví dụ như là kinh pháp cú, dạng văn xuôi hay là dạng thơ ca, trích ra những cái câu hay nhất, rồi để trên bàn làm việc của cha của mẹ. Mặc dù cha mẹ mình không thích Phật giáo, nhưng mà thỉnh thoảng khi nào rảnh rỗi đó ngồi coi là thấy ồ sao những câu này hay quá đó. Chúng ta không cần để cái câu đó là của Phật hay là của ai cả, chứ để cái câu đơn thuần gì thôi. Ví dụ chúng ta có câu hận thù diệt hận thù, đời này không có được tình thương diệt hận thù là định được muôn đời. Thì mới đọc vào thì rất nhiều người nào háo thắng, dễ bị xúc phạm cái tôi, dễ tự trọng tự ái cá nhân đó, cảm thấy đây là một lối ứng xử hèn và yếu kém. Nhưng mà khi va chạm với cuộc sống với nhiều kinh nghiệm đó, thì cái lối ứng xử như thế sẽ giúp chúng ta tìm ra một giải pháp để giải quyết các vấn đề một cách lâu dài. Do đó các câu Phật ngôn sâu sắc nó sẽ giúp cho người thân chúng ta trải nghiệm và tin đạo Phật một cách dễ dàng. Do vậy ta phải hiểu coi cái trình độ nhận thức của người mà mình quan tâm, dầu cha mẹ hay là người anh em gì đó, là ở chỗ nào, và chọn lấy những cái đoạn kinh, những câu kinh nó thích hợp với trình độ đó thì cái cảm nhận mới nhanh. Chứ cha mình là một người theo chủ nghĩa Marxist mà mình đem những bài kinh như kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng và yêu cầu đọc tụng nó có phước báo chết sanh Tây Phương là chắc chắn là thua 100%, nó bị không hợp. Còn con dâu hay chàng rể là một người theo Thiên Chúa giáo, nó có trình độ, mà mình cứ khuyên là niệm Phật đi, được sanh Tây Phương, nó có Chúa rồi, nó đâu cần sanh Tây Phương. Thì lúc đó hãy chọn cho bài kinh, ví dụ như là kinh Tứ Diệu Đế dạy về phương pháp luận, rồi kinh Vô Ngã dạy về việc vượt qua khổ đau, kinh Hiền Nhân dạy về cái cách tề gia trị quốc bình thiên hạ, kinh Từ Bi dạy về cái tình thương dành cho con người và loài động vật, rồi kinh Thập Duân Tự Pháp để làm quan làm vua, sống làm sao cho những người là vị trước mình được hạnh phúc, thì cái giá trị tác dụng đó nó mới tốt được, mới làm cảm phục họ được. Còn đối với cái việc ăn chay đó thì chúng ta có thể chọn những cái tác phẩm hay, phân tích rõ rằng là ăn chay đó chẳng những không có bị thiếu chất, chất sắt, chất đạm, chất béo như người ta đã lầm tưởng, mà nó còn dẫn đến cái độ an toàn, tránh được rất nhiều các loại bệnh tật do việc ăn thịt đỏ mà ra, bao gồm giết hại các loài động vật nói chung. Mà các nhà khoa học hàng đầu về thực phẩm trên hành tinh hiện nay ta đều thừa nhận là ăn chay nó tốt về sức khỏe, ăn chay nó tốt về tâm lý, ăn chay tốt về lối sống, ăn chay tốt về lối ứng xử, và còn góp phần ngăn chặn hâm nóng toàn cầu nữa. Ví dụ như là cứ mỗi 450 gram thịt được làm để phục vụ cho thị trường á, thì trong một khí quyển này nó có thêm 280 ký carbonic được tống vào trong khí quyển làm ô nhiễm không khí. Và để có thịt á, thì người ta phải cần một diện tích chăn nuôi, và do đó ta phải phá các rừng nguyên sinh, rừng cây xanh, nó làm ảnh hưởng đến cái độ hoa màu của đất từ 450 cm trên một khối đất chỉ còn lại 150 cm thôi về hoa màu. Và để cho các loài gia súc ăn á, thì người ta phải dùng nước để tắm rửa cho uống,
Và cứ như thế ta mất đến cả mấy trăm lít nước cho nửa ký thịt thôi. Nó gây ô nhiễm lòng đất, ô nhiễm nước nhân dân. Như vậy những nhà đầu tư về chăn nuôi và đưa sản phẩm thịt ra thị trường để được lợi, trong cái đó rất nhiều quốc gia phải tốn hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ đô la hàng năm cho các chính sách an sinh xã hội và y tế. Rõ ràng là con người đó là trở thành nạn nhân của những cái chính sách sai lầm và thiếu sáng suốt. Đọc được những tác phẩm như vậy thì chúng ta cảm thấy rất rõ cái việc ăn chay đó là có giá trị, tự động người ta sẽ ăn thôi. Còn nếu ai không có thói quen ăn, không uống máu, không ăn thịt thì cảm giác là chịu không nổi đó. Thế ra họ mua những cái sản phẩm được làm rồi để hạn chế một cách tối đa việc sát nghiệp trực tiếp. Ngoài ra còn có nhiều cái điều kiện khác để giúp cho người thân của mình trở thành Phật tử. Quan trọng nhất á, là kể từ khi mình trở thành Phật tử đó, tâm tính mình thay đổi tích cực hơn. Giờ trước đây mình dễ giận, dễ buồn, dễ tức, dễ hơn thua. Bây giờ chúng ta trở thành là một cái người biết nhường nhịn, sống biết quan tâm, lo lắng cho những người thân, thì tự động người thân của chúng ta bao gồm cha mẹ hoặc vợ hoặc chồng hoặc con cái thì rất rõ giá trị của đạo Phật, và do đó họ phát nguyện để sống theo. Còn mình trở thành Phật tử rồi mà mình sống thiếu quan tâm với gia đình, chỉ biết kinh kệ cho bản thân thôi, còn người thân thế nào mình không quan tâm thì làm cho người ta phản cảm liền. Và đó là những điều nên tránh. Một câu hỏi khác: tuy cũng là người con Phật nhưng khi vọng tưởng về dục vọng nổi lên thì thường bị chi phối, xin thầy cho biết cách để đoạn trừ dục vọng đó, dù rằng con niệm Phật mà vẫn chưa bỏ được hết. Dục vọng á, nó có thể nó có ba nguyên nhân chính làm cho nó phát khởi trong cơ thể và thân của mỗi con người. Thứ nhất là nó yếu tố di truyền. Khi chúng ta sinh ra từ một gia đình có ADN mà phản ứng hóc môn về tính dục nó mạnh á, thì ít nhiều gì chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Thứ hai đó, nó liên hệ đến thái độ sống và nhận thức. Nhiều người cho rằng là hưởng thụ về tính dục càng nhiều đó thì là được xem là người có phước báo, người sung sướng. Và cái lối sống đó nó làm cho chúng ta gần như là không có dục vọng là chịu không nổi. Và thứ ba đó, nó liên hệ đến chế độ ăn uống và làm việc của mình. Dầu phát xuất từ một hay hai hay bao gồm cả ba, thì để chế người được dục vọng đó thì Đức Phật dạy trước nhất phải nên tránh là không nên đè nén và ức chế nó. Đè nén ức chế dục vọng sẽ làm dục vọng nó bị biến thể và tạo thành nỗi ám ảnh và biến chúng ta trở thành một con hổ đói, đến khi nào có một cơ hội nó sẽ bùng phát rất là mạnh và ảnh hưởng rất là xấu. Điều hai, quán tình huyết thống để chúng ta giảm đi những cái hưởng thụ dục vọng. Đức Phật dạy các tu sĩ Phật giáo thực tập như thế này: ai lớn hơn 20 tuổi xem như là cha mẹ ruột, hơn 40 tuổi như là ông bà ruột, hơn 60 tuổi như là ông cố bà cố ruột, nhỏ hơn 20 tuổi như là con ruột, hơn 40 tuổi như là cháu ruột, hơn 60 tuổi như là chích ruột, lớn vài tuổi như anh ruột, chị ruột, nhỏ hơn vài tuổi như là em ruột. Khi mình quán cái tình thân huyết thống như vậy á, thì bằng cái đạo đức con người sẽ thoát ra khỏi cái việc mà loạn luân, và do đó chúng ta sẽ không có trải cái hưởng thụ đối với những người không phải là vợ chồng chính thức của mình. Vì vậy đó chúng ta hài lòng với cái người thân thương là bạn đồng hành của mình trên cuộc đời mà mình đang có. Dầu người vợ ấy không đẹp như những người phụ nữ khác trong cuộc đời, dầu người chồng ấy không có sang trọng, phú quý, quan to như là những người chồng khác trong các gia đình khác, chúng ta thực tập cái sự hài lòng này, và do đó chúng ta sẽ biết làm chủ được chính mình. Điều thứ hai, khi mình tiếp xúc đối diện với những người khác giới phái thì mỗi người nó có một cái ám ảnh và cái ấn tượng khác nhau về quan niệm đẹp, và ai cũng phải thừa nhận rằng đẹp là nằm ở con mắt thôi. Ví dụ như là
có một cộng đồng ở châu Phi đó, quan niệm là phụ nữ nào mà có cái càm trề ra khoảng 3 tấc đặt lên một cái ly nước được á, được là hoa hậu. Thì cái quan niệm đẹp đó đối với nhiều dân tộc còn lại là khó có thể chấp nhận được. Còn một cái dân tộc ở tại Thái Lan, cái cổ dài khoảng 3-4 tấc mới được gọi là phụ nữ đẹp, và ai có cổ ngắn ngắn như thầy từ gọi là quá xấu. Cái đó là chúng ta thấy cái chuẩn về đẹp và xấu nó cũng hoàn toàn là khác nhau. Thì việc tiếp xúc với người khác giới phái nên Phật dạy như thế này: không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tướng chung á là tính đặc thù của một dân tộc và cộng đồng. Ví dụ như người Việt Nam á là da vàng, mũi tẹt, bé bé thấp thấp à. Còn dân phương Tây da trắng, mắt á thì long lanh màu xanh, tóc thì vàng hoe và tóc bạc phơ, hiếm có người tóc đẹp. Đó là cái tính đặc thù chung của một cộng đồng, một dân tộc. Việc để ý như thế nó sẽ dẫn đến những ấn tượng và ám ảnh. Ám ảnh làm chúng ta chán ghét, ấn tượng làm chúng ta đam mê. Chán ghét dẫn đến hận thù, đam mê dẫn đến sở hữu quá, tức là bám víu, dướng dính, bị kẹt vào. Còn tướng riêng đó là cái ám ảnh nhiều hơn. Ví dụ như người Việt Nam mình quan niệm á, chiếc răng khểnh là cái duyên, má đồng tiền là một cái duyên, rồi cặp mắt bồ câu, rồi tóc mượt mà, dáng đi điệu bộ theo kiểu như con mèo là nét đẹp dân dân. Còn nam phải là cơ bắp lực lưỡng dân dân là đẹp. Khi mình để tướng riêng đó thì chúng ta bị vướng dính dữ lắm, và từ cái bị kẹt vào trong cái tướng riêng đó, chúng ta có nhu cầu làm thân, và từ cái làm thân đó chúng ta có thể bị ngoại tình trong tâm tưởng. Lúc đầu nó có thể xuất phát từ cái việc là chia sẻ trách nhiệm công việc dân dân, nhưng mà về lâu về dài đó thì nó trở thành tình yêu nào cũng hay. Đang khi đối với vợ chồng thật đó, thì rất nhiều người đã không có được thời gian và trải nghiệm như thế. Từ cái ngoại tình trai dẫn đến ngoại tình mặn, nói theo ngôn ngữ anh ai, là điều nó chỉ cách nhau ở tơ tóc của nhận thức thôi. Do đó tránh tình trạng bị vướng kẹt vào tướng chung của một người khác giới phái và tướng riêng của một người khác giới phái. Như vậy đang trong lúc mà chúng ta giao du tiếp xúc đó, chỉ đơn thuần là công việc thôi. Để tùy theo cái bản chất công việc, cái vị thế mà chúng ta đang có, mà mối quan hệ đó nó được dừng lại tại đó. Vì vậy cái này nó hơi khó đối với người mà cái bản năng về tính dục nó quá mạnh, như là một mối ám ảnh đe dọa đó, thì cần phải thực tập về thiền định. Khi thực tập về thiền định đó, thì chúng ta thấy rất rõ rằng là cái trải nghiệm hạnh phúc đó nó có nhiều cấp độ khác nhau, mà tính dục chỉ là một thôi, và theo Đức Phật đó là thấp nhất. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa ra 5 cấp độ hạnh phúc. Thứ nhất là dục, thấp nhất. Thứ hai là tình. Thứ ba là tưởng. Thứ tư là thức. Thứ năm là trí. Có nhiều người đó thì nặng về cái phần hưởng thụ, về dục, ám ảnh về dục, và do đó là họ suốt cả cuộc đời chạy theo nỗi ám ảnh này để phục vụ cho nó thôi. Và là người Phật tử, khi có thực tập chúng ta thấy nó là cái xấu nhất, nó là cái thấp nhất. Cho nên mình cố gắng nỗ lực mình vươn đến cái mức độ thứ tư, đó là thức. Và mức độ thứ năm là trí. Và khi mình trải nghiệm cái thức và cái trí này đó, thì tự động những cái hạnh phúc nho nhỏ và có cái phản ứng phụ đó, nó không còn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta nữa. Cho nên Đức Phật dạy thực tập thiền để chúng ta thay thế hạnh phúc, chứ còn đè nén nó, vẫy tay chào với nó là một sai lầm. Thay đổi nó bằng một cái đối tượng tốt hơn. Tại vì thực tập đó nó đòi hỏi đến thời gian. Rồi khi mà bị trở ngại đó thì nhờ tư vấn để tháo mở. Thứ tư đó là vấn đề ăn uống đó, nó cũng ảnh hưởng đến việc hưởng thụ dục rất là nhiều. Các tổ Trung Quốc không phải vô cớ mà dạy người ăn chay đó không nên ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ. Đây là 5 loại thực phẩm mà chúng ta có thể gọi đó là thực đơn của thần tình ái. Khi ăn vào chúng đó, thì trong cơ thể nó sẽ tót ra những cái chất kích thích tố, tạo ra những cái phản ứng hóc môn tính dục, nó làm cho mình đòi hỏi về hưởng thụ nhiều. Và như vậy giảm thiểu các việc tiêu thụ thực phẩm mặn, và những cái vật gì, thực phẩm nào mà nó mạnh cho thận đó,
thì nó đều tạo ra cái phản ứng hóc môn về tính dục, và do đó người ăn chay ít bị dục vọng ám ảnh hơn, là bởi vì các năng lực đó trong phản ứng cơ thể nó lại ít hơn. Nên là cố gắng thực tập ăn những thứ mà nó không tạo ra những cái hóc môn này. Thứ năm, tập luyện thể dục để tiêu hao các năng lượng calorie và ngủ ít hơn cái nhu cầu cần thiết của cơ thể trong mỗi ngày, nó cũng làm giảm thiểu các phản ứng hóc môn về dục. Ví dụ mà thanh niên trung bình một ngày ngủ là 8 giờ, Đức Phật dạy người xuất gia thanh niên đó ngủ một ngày có 6 tiếng thôi. Còn là người lớn tuổi ngoài đời ngủ có thể là 6 tiếng thì là người tu, còn lại là 5 tiếng. Còn từ 80 tuổi trở lên ngủ một ngày 5 tiếng thì người xuất gia còn lại là 4 tiếng. Cứ giảm thiểu trong việc ăn, uống, mặc, ngủ nghỉ sẽ làm cho chúng ta là không phải tạo ra quá nhiều các năng lượng cho cái nhu cầu vừa nêu. Thì dần dà chúng ta sẽ làm quen với những cái niềm hạnh phúc có lớn hơn, có giá trị hơn, để hướng tâm về cái sự phục vụ có tích cực hơn. Thì lúc đó chúng ta sẽ quên đi những điều này. Và điều cuối cùng đó, đó là đừng tạo nhân duyên thuận lợi cho dục phát triển. Chẳng hạn như là xem các trang web xấu, rồi hưởng thụ sách vở đồi trị, hay là thích nghe kể về những cái chuyện như thế. Tránh những môi trường, những con người mà có những cái thói quen này sẽ làm cho chúng ta lúc nào cũng bận rộn với những cái chuyện tích cực ha. Thì dần già nó sẽ tốt hơn cho mình. Những người vợ, những người chồng nào muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì cũng nên thực tập 7 bước vô vừa nêu, để chúng ta chung thủy và hài lòng với cái người vợ, người chồng mà chúng ta đang có. Một câu hỏi khác: quá nhiều câu hỏi không biết làm sao. Câu hỏi nào cũng dài hết. Trước kia tôi không có đi chùa và niệm Phật nên không hiểu gì cả. Nay tôi có duyên lành đến với Phật pháp, tôi hiểu được chút ít. Bát hương gia tiên thường để châm nhang từ đầu năm đến cuối năm là ngày 30 Tết mới dám khai bát nhang và bàn thờ. Nay đã hiểu rồi, hàng tháng lại thay chân nhang và thay bàn thờ. Có người bảo rằng làm như thế là xấu, có người bảo rằng làm như thế là tốt. Như vậy việc làm nếu gọi là xấu thì có mất lộc đối với gia đình hay là ảnh hưởng đến làm ăn gì hay không? Cũng cần nói thêm rằng là cái văn hóa bát hương đó, nó có mặt ở tại Việt Nam từ ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc. Thời Đức Phật thì không hề sử dụng bát hương, bát nhang. Cái nguồn gốc của việc thắp hương và nhang ở trong đạo Phật Trung Quốc, nói chung là Phật Đại Thừa đó, là một sự hỗ trợ chánh niệm cho người tu học Phật đang trong thời khóa tu, dù là tu thiền hay là tu tịnh độ. Trong hương nó có một cái chất kích thích làm cho tinh thần của người được sảng khoái và không bị rơi vào trạng thái buồn ngủ, giả dượi, bận thần, mệt mỏi hay là căng thẳng. Do đó các vị thiền sư ngày xưa khi ngồi thiền đó, để một cái than hương nho nhỏ, khói thơm ngào ngạt đó, đó nó làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn và trải nghiệm thiền một cách sâu lắng hơn. Còn người tụng kinh, niệm Phật, bái sám cũng vậy. Về sau này khi cái phong trào tín ngưỡng dân gian nó phát triển mạnh á, thì người ta lấy hương á, làm đối tượng để gửi gắm cái tấm lòng của mình. Vì vậy đó, yếu tố niềm tin đã được hòa quyện theo. Rồi ở tại miền Bắc đó, thì người ta lại lý giải rằng là bát hương nó ảnh hưởng đến hạnh phúc hay là khổ đau trong gia đình. Đụng đến bát hương, động bát hương đó là xấu, hoàn toàn không có gốc rễ văn hóa Phật giáo, nó chỉ là một niềm tin mê tín thôi. Cũng cần nói rõ, cách đây 2 năm á, thì một ngôi chùa ở San Diego, Hoa Kỳ bị cháy chỉ đơn thuần rằng không chịu làm vệ sinh bát hương. Và cái cây hương đó nó là phát hỏa do một con mèo chạy ngang làm ngã đó, và ngôi chùa đã bị cháy rụi
Phật tử phải đóng góp vào để xây lại một ngôi chùa mới. Khoảng cách đây một năm, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có một ngôi chùa, chúng tôi xin tạm gọi tên, do vì chậm làm việc vệ sinh bát hương mà cái hỏa hoạn tương tự đã diễn ra. Do đó, làm vệ sinh chân hương và bát hương chẳng những không động, không phạm gì hết mà còn có phước. Vì nó là cái cách thức chúng ta bày tỏ lòng tôn kính cao nhất dành cho Đức Phật. Thử hình dung một cái quạt máy trong nhà xoay vặt, gió tác động làm cho bụi của nhang ở trên bàn thờ đó nó bay ở trên trái cây rồi hòa vào trong nước mà ta ăn và uống thực phẩm và nước như thế thì ảnh hưởng gì đến cơ thể? Hoặc nó bám vào cái tượng Phật rất đẹp và trang nghiêm thì làm cho Phật bị bụi dơ đi. Cho nên trong các chùa từ thời xa xưa thì mỗi ngày đó đều làm vệ sinh bát hương tối thiểu là 3 lần. Sau thời công phu bữa khuya 5 giờ đó là các chú tiểu phải đi làm vệ sinh ban thờ Phật và chân hương này. Thì trưa 11 giờ sau khi cúng ngọ xong là làm một lần nữa. Tối cái thời kỳ tịnh độ là làm thêm một lần thứ ba. Nhiều chùa có 6 thời kinh thì làm vệ sinh chân hương là 6 lần. Và làm vệ sinh càng sạch, nghĩa là chúng ta dâng cúng Phật với lòng tôn kính càng nhiều thôi. Do đó quý Phật tử nên thường xuyên làm vệ sinh bát chân hương, chứ đừng để đến cuối năm mới là một lần, thỉnh thoảng có thể xảy ra quả hoạn. Và nếu không có quả hoạn đi nữa, nó cũng không có lợi ích gì cho gia đình hết á. Ngày nay đó, những người làm chân hương rất là tâm lý. Họ chọn một loại cây mà khi cháy xong nó tạo thành một cái đường vòng cong, và họ để một số hóa chất tạo ra cái chữ hình thù Phật, làm cho những người mê tín nghĩ rằng là cái lời nguyện của mình đã được Phật chứng giám. Và bằng cách làm như thế, chúng ta mới có thái độ tâm lý là mua nhang đây nó hên, nhang đây nó tốt hơn là những cái chỗ khác, nhờ đó mà họ làm giàu. Nhang bây giờ toàn là hóa chất không. Rất may đó, tượng Phật không phải là Đức Phật thật. Chứ Đức Phật thật mà ngồi mà ngửi bát hương chúng ta đốt mỗi ngày có ngày là bị ung thư phổi. Cho nên đó, các Phật tử đi chùa không nên đốt hương nhiều. Đốt hương nhiều chẳng những không có phước mà còn có tội nữa. Các vị nghe mà ngạc nhiên, đó là sự thật đó. Chùa mới sơn phết sạch tốn mấy chục triệu, Phật mới mua về rất là trang nghiêm. Mà cứ hình dung theo cái phong tục của người Trung Hoa, mỗi người đem một bó hương gần cái 100 thẻ đốt nó trong một ngày lễ lớn, thì trong vòng 3 ngày thôi là Phật nám hết, chùa đen hết, dơ hết. Mà một với bó hương chỉ có 10.000 đồng mà làm cho chùa phải tốn vài chục triệu đi sơn phết là sao có phước được. Cho nên các tổ từ xa xưa đã dạy chúng ta một cái nghệ thuật thắp hương bằng tâm. Thắp nén tâm hương trước Phật đài, chứ không có phải là cái hương bằng nhang như chúng ta đã đốt đâu. Hoặc là giới hương, định hương, rồi huệ hương. Giới hương là hương đạo đức, tức là lối sống phù hợp luật pháp và đạo đức, lương tâm. Định hương là mình sống định tĩnh, không có rơi vào thăng trầm trước những cái biến cố thăng trầm. Rồi huệ hương là sáng suốt, giải quyết các vấn nạn bằng trí thức và trí tuệ, và dâng cúng cái hạnh phúc đó cho Đức Phật để mong rằng là nó có mặt khắp mọi nơi. Chứ đâu có bài hương nào là kêu đốt 100 thẻ hương, vài chục thẻ hương, hoàn toàn không có. Vì đó, ngoài cái việc làm vệ sinh chân hương ở tại nhà đó, mỗi lần thắp một nén hương là đủ rồi. Còn tại chùa đó, ta không cần phải thắp hương, thắp 2-3 cây tượng trưng. Còn cái chân hương ở phía trước cái chánh điện đó, ta có thể thắp. Còn vào bên trong, hạn chế một cách tối đa thì càng tốt, vì ta không ảnh hưởng đến sức khỏe của bá tánh thập phương trong những ngày lễ hội lớn. Khi ngồi thiền hoặc niệm Phật, cần cột thân và tâm vào một khối. Vậy nếu quán tưởng thì có phải là vọng tưởng hay không? Đây là một câu hỏi rất có chiều sâu. Thực tập chánh niệm đó, có hai phương pháp: phương pháp dừng và phương pháp quán, thường gọi là chỉ và quán. Do đó tùy theo cái nghề nghiệp,
khuynh hướng tâm lý và cảm xúc của mỗi người mà ta nên chọn cái thực tập nào là sớm có kết quả. Ví dụ như một người có cái thói quen lăng xăng, nhanh nhẹn, vội vã, nóng vội thì ta biết rất rõ là tâm của người đó rất khó mà đứng yên, cho nên dừng lại một cái là bị sốc, họ chịu không nổi. Do đó phải thay thế bằng quán tưởng. Quán tưởng thường lấy một đối tượng làm nội dung để tâm được tập trung và hướng về. Và do đó thay vì cái tâm này nó nhảy chỗ này, chạy chỗ kia, bay chỗ nọ, du hành chỗ khác, thì cái đối tượng tích cực đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng được nhiếp tâm. Trong truyền thống Đạo Phật Nguyên Thủy đó, có 40 đối tượng để chúng ta cột tâm một chỗ. Thân và tâm song hành, có mặt ở mọi nơi mọi chốn. Có đối tượng quán tưởng là danh hiệu Phật, là bản thân Phật, là hào quang Phật. Có đối tượng quán tưởng là một cái cảnh vô thường. Có đối tượng quán nước là đất, là nước, là gió và lửa. Mỗi người nó có một cái gu thích hợp khác nhau. Và nhờ tập trung vào đối tượng đó, chúng ta không có bị vọng tưởng, vọng tâm về những chỗ khác. Và nên nhớ phương pháp thay thế bằng quán tưởng này đó, tạo ra tiến trình hành dung tích cực trên tâm. Cho nên nó chỉ là một công cụ chứ không phải là cứu cánh. Do đó khi đạt được chánh niệm rồi đó, thì các hành giả phải nhanh chóng vượt qua sự quán tưởng và không nên bị kẹp vào nó. Để thấy rõ được yếu tố này đó, thì Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh chiếc thuyền với chức năng là đưa chúng ta từ bờ này sang bờ bên kia. Một người biết ơn chiếc thuyền đúng cách đó là thả nó về bên kia để cho người khác cùng được qua. Còn các hành động đội chiếc thuyền trên đầu, đảnh lễ, dâng chiếc thuyền lên trên bàn thờ để đốt nhang tưởng niệm là một hành động không sáng suốt. Cho nên phân định được cái tính chức năng và cứu cánh là khác nhau. Do đó quán tưởng là một công cụ, một phương tiện chứ không phải là cái mà chúng ta đạt được. Và để hình dung thì Đức Phật đưa ra một hình ảnh khác: ngón tay và mặt trăng. Quán tưởng là ngón tay, mà thông qua nó chúng ta định hình được cái vị trí của mặt trăng nằm chỗ nào để nhìn thấy được liền. Quán tưởng giống như là những chiếc xe mà ngồi trên đó chúng ta có thể đến được một địa điểm, chứ không phải là bản thân của đích đến. Do đó quán tưởng không phải là một vọng tưởng, mà quán tưởng là một nghệ thuật nương vào nó để chúng ta bỏ các vọng tưởng không cần thiết cho hạnh phúc và chánh niệm. Nhưng khi đã được chánh niệm rồi thì chúng ta phải quên cái công cụ quán tưởng đi, tạo ra một cái dàn giá để chúng ta xây dựng một công trình. Dàn giá đó được xem là quán tưởng, công trình được xem là chánh tâm. Nhưng khi công trình được hoàn tất, việc không tháo dỡ dàn giá sẽ làm cho chúng ta không sử dụng được tính năng của công trình. Và tương tự đối với thiền chỉ, tức là dừng, chúng ta cũng phải thực tập giống như một công cụ. Ngoài ra đó, quán tưởng còn là một nghệ thuật để giúp chúng ta mở mang trí tuệ. Ở trong kinh Đức Phật nói là người trí nhờ ví dụ, nhờ dụ ngôn, nhờ quán tưởng mà hiểu rõ được một vấn đề. Các vị tu sĩ hàng ngày được Đức Phật hướng dẫn thực tập trong kinh Hoa Nghiêm. Ví dụ như khi vào trong nhà vệ sinh thì Ngài dạy chúng ta quán tưởng. Khi tống khứ các cái phấn uế ra ngoài khỏi cơ thể, tôi phát nguyện rằng là trong tâm của tôi cũng có rất nhiều các phấn uế như là tham, sân, si và những nỗi khổ niềm đau, cũng đồng thời cùng lúc ấy được tống khứ ra bên ngoài. Như vậy, việc chúng ta nhìn thấy cái phấn uế ở trong nhà vệ sinh, thay vì nó tạo ra cái cảm giác nhòm gớm, khó chịu, thì bây giờ mình đưa vào đó quán tưởng cái hành động mà tống phiền não ra khỏi tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi nhận thức, nó cũng có một cái tiến trình giống như thế. Đôi lúc mình phải rặn, đôi lúc mình phải chịu đau, nhưng mà rồi nó sẽ hết. Đó là một sự quán tưởng. Như vậy là quán tưởng là dựa vào một cái hiện thực đang có để tạo ra một cái vế thứ hai có nội dung tích cực hơn, có giá trị hơn. Và nương vào nội dung tích cực này, ta sống có ý nghĩa hơn cho chính mình và cho cuộc đời.
Cho nên nó không phải là vọng tưởng, mà nó là bạn đồng hành, là một cái hỗ trợ rất là tích cực. Câu hỏi khác: khi niệm Phật cùng có cả đạo tràng suốt ngày suốt đêm, vậy có dùng phương pháp chuyên tu của pháp môn niệm Phật hay không? Nhập thất chuyên niệm Phật có đi đến giải thoát luân hồi để giảng sanh tịnh độ hay không? Câu trả lời là không xác định. Vấn đề ở chỗ là niệm Phật như thế nào, tu tập chuyển hóa để đạt được chánh niệm như thế nào, chứ không phải là tổng thời gian và cái không gian đó là thuận hay là nghịch mà dẫn đến cái kết quả như chúng ta mong đợi được. Niệm Phật sai phương pháp, giàu có tu một mình 100 triệu năm nó cũng không đi tới đâu. Còn niệm Phật đúng phương pháp thì Đức Phật nói trong Kinh Di Đà có thể 7 ngày có kết quả, có thể 7 tháng, có thể 7 năm, có thể ngắn hơn, có thể dài hơn. Mà muốn niệm Phật có kết quả thì Đức Phật nói trong Kinh Di Đà như thế này: mỗi hành giả phải hoàn tất được 4 yếu tố hỗ trợ. Thứ nhất là tu tập căn lành lớn, tức là vẫy tay chào hết tham, sân và si. Không hủy bỏ được tham sân si từ lời nói, hành động, việc làm thì ngồi xuống là vọng tưởng nó trỗi dậy thôi. Cái bực tức nó có mặt thôi, sợ hãi nó đầy quanh thôi chứ không có được chánh niệm được. Điều thứ hai là tu phước báo lớn, tức là vạn thiện công đức giúp đời cứu người, dấn thân năng động tích cực. Và nhờ đó đó chúng ta mới lấp các khoảng trống của tâm bằng các việc thiện, thay vì để cho đó hướng đến cái sự hưởng thụ và những điều xấu. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt. Ví dụ như thượng tọa trụ trì đã có chùa ở Hà Nội rồi mà vẫn tạo ra một cái công trình ngôi tâm linh rất là lớn với diện tích 3000 m² cho chánh điện. Mục đích để làm gì? Giúp cho các Phật tử ở tỉnh này đều tu và những cái vùng lân cận có cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc, đó là tạo duyên trước lớn. Còn đối với người tại gia đó, chúng ta phải tu cho người thân của mình để giúp cho những người đối tác làm việc dưới trướng cũng cùng tu. Cái việc này phần lớn chúng ta chưa đạt được. Và thứ tư, quán tưởng pháp âm, gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo, tức là những hiện tượng đề cũng đều là pháp âm màu nhiệm. Và điều này nó khác với hoàn toàn cái cách tu của người Trung Quốc. Xem ta bà này là khổ, Tây Phương á là an lạc, chán ta bà để hướng tâm về Tây Phương. Đức Phật không dạy thế trong Kinh A Di Đà, mà Đức Phật dạy chúng ta phải đối diện với thực tại ta bà, lấy nó làm dữ liệu để xây dựng tịnh độ. Điều này được Đức Phật dạy qua một ảnh dụ: hoa sen tận dụng bùn nhơ nước động để làm thơm ngát gương nhụy cánh hạt của mình. Đó là một chủ nghĩa nhập thế rất tích cực. Và theo Đức Phật trong Kinh A Di Đà, ai làm được 4 yếu tố vừa nêu thì chánh niệm dễ được hiện tiền. Chứ còn ngài không nói là phải nhập thất thì mới được chánh niệm, còn tu ở ngoài xã hội, tu ở chợ, tu ở nhà không có chánh niệm, không có. Và trong một số kinh, chẳng hạn như kinh Người Phải Sống Một Mình, Đức Phật phê phán cái việc nhập thất nữa. Có thể mình nghe mình hơi ngạc nhiên đấy, bản thân Đức Phật đó hiếm khi nào tu một mình đó. Ngài khích lệ cái sự đồng tu, và mỗi một năm á, gồm có 90 ngày, tất cả các vị xuất gia tăng tập trung kiết hạ tại một địa điểm, các vị xuất gia ni ở một địa điểm khác để cộng tu. Và để hỗ trợ cộng tu, Đức Phật dạy 6 phương pháp hòa hợp để dẫn đến cái an lạc hạnh phúc cho cộng đồng. Có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa, tu một mình, nhập thất, không giao lưu, không tiếp xúc, không nói năng gì với ai. Điều đó đã làm cho bạn đồng tu rất kính mến, các Phật tử xem như là thánh sống. Khi nghe được tin này đó, thì Đức Phật kêu gọi vị tỳ kheo đó đến để hỏi trước sự hiện diện của rất nhiều tu sĩ đồng tu. Và vị tỳ kheo đó trả lời là: bạch Thế Tôn, nhờ phương pháp tu này đó mà con cảm thấy rất là an vui hạnh phúc. Đức Phật nói là: sai rồi, này thầy Thượng Tọa, đây là không phải pháp tu mà Như Lai đã dạy. Vị tỳ kheo này rất ngạc nhiên và hỏi: như vậy con phải làm gì? Đức Phật nói:
giữ chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi khi mình có mặt, giữ quần chúng như đang khi mình có mặt một mình, người đó mới được gọi là chân tu, người đó mới được gọi là chân niệm Phật, người đó mới được gọi là chân thiền định. Tu một mình rất là dễ, tại vì đâu có ai quấy rối mình đâu. Cái trạng thái an lạc đó là mang tính điều kiện, đang khi cái kết quả tu đó nó phải vượt qua tính điều kiện. Đang ở chỗ bận rộn mà mình vẫn được an vui, đang ở trong cuộc đời mà mình vẫn được hạnh phúc, đang ở trong những vấn nạn mà mình vẫn được điềm tĩnh, thì cái đó mới gọi là cái bản lĩnh của tu và cái kết quả tu thật sự. Còn tu một mình trong việc Phật, nó không phải là tâm chỉ của Phật dạy. Cho nên suốt ngày suốt niệm niệm Phật đó, thì nó rất cần thiết cho những người tu sĩ, nhưng mà nó không cần thiết cho người tại gia. Người tại gia còn có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia, trách nhiệm thế giới. Và mỗi ngày đó quý vị chỉ cần có một thời tu thôi, trung bình là khoảng nửa tiếng cho đến một giờ. Quý vị có thể áp dụng phương pháp như thượng tọa trụ trì tại chùa hướng dẫn là thiền tịnh song tu, vừa có tu thiền định để chuyển hóa tham sân si, vừa có tu tịnh độ đó để chúng ta làm được các việc làm từ chánh niệm tỉnh thức, và sự phối hợp đó nó sẽ giúp cho mình được bình an trong các nghề nghiệp mà mình đang hướng về. Chứ còn người tại gia mà tu rị với người xuất gia là không cần, miễn là mà mình đừng có bị đắm chìm trên phước báo mà mình đang có thôi, và biết chia sẻ các phước báo với những người thân, đó là tu đúng theo tinh thần Phật dạy. Do đó người tại gia đừng nên tu gắt củ kiệu, vì có nhiều trường hợp chồng con cái chưa phải là Phật tử mà 4 giờ khuya mình gõ mõ tóc làm cho họ phiền não thôi. Mà khi họ phiền não rồi họ có mặc cảm với Phật, và cũng tránh tình trạng tu đến độ gọi là cấm giận chồng, vì cấm giận chồng là chồng sẽ có mặc cảm và ghét Đức Phật. Đức Phật không hề dạy như thế. Đức Phật dạy người tại gia vẫn hưởng hạnh phúc vợ chồng, đúng người, đúng chỗ, đúng luật, đúng đạo đức. Còn người xuất gia đó thì có cái nhu cầu tâm linh cao hơn, cho nên mới chuyển hóa những cái nhu cầu như người tại gia để cho họ trở thành thánh ở tại cuộc đời này. Còn ai không thỏa mãn với nhu cầu tại gia thì chúng ta có thể tu xuất gia, thì đó là một vấn đề khác rồi. Mà phải có sở trường, phải có hạt giống thì chúng ta tu xuất gia mới tốt. Còn không phải hễ ai đi tu cũng thành công đâu. Cho nên quay trở về với cái vai trò của tại gia, ta tu vừa phải, tu đúng thời thì ta có được kết quả. Còn sau khi tu thời gian mà mình không muốn làm việc gì hết, muốn bỏ sự nghiệp, bỏ cuộc đời, bỏ trách nhiệm gia đình là biết là chúng ta bị tu lạc quẻ rồi. Phải điều chỉnh nó càng sớm càng tốt. Không biết hết giờ chưa? Thưa Thầy, ngày xưa khi chưa tu học Phật á, thì tôi chưa biết, tôi chỉ đi lễ Phật, rồi xem ra quẻ và cô đồng, và các thầy bói cho rằng đó, ông bà trong gia đình xưa kia thì gieo nặng nghiệp, nên các con phải gánh lấy những cái hậu quả xấu, do đó phải cúng đốt tiền vàng mã để giải oán, bằng không thì con cháu sẽ không ngóc đầu lên nổi, sẽ bị khổ đau. Không biết là quan niệm này đúng hay sai. Thì đây là một cái quan niệm mê tín dân gian thôi. Đổ lỗi cho người chết là dễ nhất, vì không ai kiện mình. Đổ lỗi cho người còn sống á, thì có thể là bị đối diện trước luật pháp. Cái phong tục đốt giấy vàng mã của người Trung Quốc á, nó phát xuất từ một cái nhận thức hối lộ ra và đúc lót. Khi làm lễ di chuyển kim qua, di chuyển cái linh cữu từ nhà đến cái nơi mộ huyệt hay là nên làm quả thiêu đó, thì người thân được khích lệ là rải giấy vàng bạc. Mục đích của giấy vàng bạc là để mua các ông thần ở địa phương
tại các khu vực mà cái hòm này có cái cơ hội đi ngang qua. Cái tấm triệu ghi tên rõ cái người chết để cho thấy rằng là các thần hãy phù hộ cho người thân của tôi đã lo lót cho ông rồi, ông đừng có tạo cái tình trạng ma cũ hiếp ma mới giùm. Vừa là một quan niệm mê tín mà vừa là một quan niệm đúc lót. Rất may đó là âm phủ không có thật đó. Nếu mà không có thật đó thì chúng ta bị vi phạm luật pháp mà, về cái tội hối lộ. Người Trung Quốc quan niệm sanh ký tử quy, sống là tạm gỡ trên dân gian mấy chục năm, thác tức là chết là về với âm phủ một cách trọn đời vĩnh viễn. Và do vậy đó họ phải đốt giấy vàng mã, nhà cửa, xe cộ để giúp cho người thân của mình được tiếp tục sống hạnh phúc và bình an dưới cõi âm. Và cái phong tục này nó có gốc rễ từ Ai Cập. Các vị vua khi mà tại vị đó ít quan tâm đến thần dân mà chỉ quan tâm đến ngai vàng và cái đời sống sau khi chết của mình, cho nên mới xây và tranh thủ phá kỷ lục các kim tự tháp dành cho bản thân. Ở dưới đáy của kim tự tháp là ngọc ngà châu báu, các vật quý giá được triều cống. Khi vua chết đó, thì hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái sẽ được chôn sống theo. Người Trung Hoa đó đã có cải biên, thay vì chôn người thật, chôn vàng thật, chôn nhà thật, chôn tài sản thật thì họ làm bằng giấy vàng mã. Mặc dù có sự thay đổi nhưng mà cái nghiệp sát bằng tâm vẫn tiếp tục đeo mang những người mê tín đó. Ta thử hình dung nếu mà vàng mã mà xài được đó nha, thì cha mẹ ông bà người quá cố chúng ta cao trung bình là 1/6 đó Việt Nam, 1/8 đối với phương Tây, sẽ trở thành những cậu tí hon, những cô tí hon vì nhà vàng mã có 4-5 tấc à, lùn như cỡ thầy Dược Từ chui vô không nổi. Cha mẹ thương con gái mua áo quần ở những cái nơi đắt tiền về cho con, mà nếu nó không đúng cỡ, không đúng cách, không đúng màu sắc, không đúng thời trang, chưa chắc nó đã mặc đâu. Còn giấy vàng mã làm có con kiểu à, làm sao mà ai mặc được, xỏ vô cái nó rách liền. Hú hồ là đốt thành tro bụi, có mặc vô trở thành là người da đen. Da đen thành ô nhiễm rồi. Do đó theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, đặc biệt là kinh Địa Tạng đó, cái quan trọng là hộ niệm cho người gần chết để cho họ không sợ hãi, không vướng chấp, không kẹt vào tình cảm, tình yêu, tình thân, không kẹt vào gia tài, sự nghiệp và mọi thứ trên đời, để cho họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Mà dấu hiệu của nó là nhắm mắt, còn mở mắt trừng trừng á là đang bị kẹt lại vì một cái oan ức, vì một cái tình cảm, vì một cái quyến luyến gì đó. Đủ như thế thì phải giúp cho họ được chấn an. Cái người có trách nhiệm nhiều, có giá trị chừng nào đối với đời sống thì đang khi mà cái chết diễn ra họ cần phải rũ bỏ nó nhiều chừng ấy thì mới tạo ra sự an toàn trong tái sinh. Về cảnh giới lại phải giúp làm sao cho người thân chúng ta được an tâm. Thứ hai là đang khi họ còn sống á, thì mình nên hướng dẫn họ về cái vô ngã và vô thường đối với tài sản và sở hữu, và chúng ta nên sử dụng một khoản tiền nào đó để làm việc thiện và để cho người này biết đến, để họ hoan hỷ đang khi việc thiện đó được diễn ra và hướng tâm về cho họ. Ví dụ như họ thích làm từ thiện thì ta đem đến nhà dưỡng lão, trẻ mồ côi, các thành phần bất hạnh và làm hồi hướng công đức cho bản thân của người đang được quan tâm. Sau khi chết ta lấy tiền phúng điếu rồi chia sẻ cái tiền trong người thân để làm các việc lành nhân danh họ, thì lễ lạc cho kẻ còn lẫn người mất là rất lớn. Thay vì đốt giấy vàng mã thì chúng ta thay thế cái này thì những người bất hạnh sẽ được lễ lạc, còn người làm thì hưởng được cái phần công đức, người chết cũng theo đó mà hưởng được cái cộng hưởng tốt. Cho nên quý Phật tử nên mạnh dạn truyền bá văn hóa chánh tín của đạo Phật để cho cái lệ lạc nó đến với nhiều người. Năm ngoái Thủ tướng Việt Nam đã ra một cái sắc lệnh là phạt những người đốt giấy vàng mã ở nơi tập thể. Chúng tôi mong sao trong tương lai đó
chẳng những phạt ở cái nơi tập thể mà ở cái nơi cá nhân chúng ta cũng phạt luôn, vì gây ô nhiễm và lãng phí. Còn theo đạo Phật á, người nào đốt giấy vàng mã nhiều, người đó là tạo cái nghiệp phá phước, phá hết tất cả phước báo mà mình đang có. Và hậu quả nó theo Đức Phật á, thì bị rơi vào năm tình huống sau đây. Thứ nhất, bị hỏa hoạn. Thứ hai, bị lũ lụt cuốn trôi, và sống trong những cái hoàn cảnh bị lũ lụt, cho nên là toàn bộ các cái công trình sự nghiệp thành tựu của chúng ta nó bị phá hoại hết. Thứ ba là bị nhà nước tịch thu. Thứ tư á, là bị người thân phá của. Thứ năm á, là bị các thiên tai ảnh hưởng. Do đó khi có tiền bạc thì ngoài cái việc chi tiêu hiếu thảo sống cho bản thân, thì ta nên giúp chia sẻ phước cho tha nhân, đổi cái thói quen đốt giấy vàng mã thành một thói quen chăm sóc sau một cộng đồng á, thì phước nó còn hoài với mình. Mà nạp cái số tiền vào trong tài khoản công đức á, thì chúng ta không sợ mất, nó sẽ ngày càng giàu hơn, phong phú hơn. Nếu tiền tạo ra tiền bằng phương pháp đúng, thì phước tạo ra phước bằng hành động quan tâm đối với mọi người. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ